Xin lỗi, cái này là lỗi của cô. Xin lỗi, thì luôn tiện Phước Nguyên hả? Nói thì cô cũng thưa với tất cả toàn thể quý vị ở đây như thế này. Thật sự ra cái quan điểm của cô, phải không? Cô chỉ nói về cái suy nghĩ, đương nhiên là cô sẽ tôn trọng cái việc học là cái việc học, chứ không phải cô đang là những cái mà cái chỗ cô hiểu tới cho quý vị. Thì quý vị cần cái gì cô tra lại cho quý vị cái đó, thì là thích hợp cái ham muốn của quý vị thì nó dễ hơn, phải không? Nhưng mà thật sự từ trước đến giờ cô, đây cô nói từ trước đến giờ, còn nếu mà quý vị có ý kiến thì cô sẽ chuyển đổi theo quan điểm. Trước tiên cô nói về quan điểm của cô ha. Thì học Phật Pháp nó thật sự ra là, thì cô thấy những cái gì mà cô thấy cần, tại vì cô đã kinh nghiệm bản thân và đương nhiên thì cái hiểu biết về Phật Pháp thì nó có nhích hơn quý vị một chút xíu, cho nên cô cảm đưa trong cái bộ Tứ Thập Nhị Chương, ví dụ bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương đi, thì cô không, cái suy nghĩ của cô thôi, thì không biết gặp quý vị năm nay còn gặp quý vị tiếp năm sau nữa không, cái duyên không biết như thế nào, phải không? Cho nên khi học trong bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương này có những cái gì, là ví dụ như cô nói về bốn loại thức ăn thì nó chỉ dính ở trong Tứ Thập Nhị Chương á, là nó là ăn một ngày một bữa, chỉ một câu đó thôi. Nếu cô chỉ giải thích cho quý vị ăn một ngày một bữa tức là quá ngọt không ăn, vì lợi ích như thế này thế nọ, dừng tại đó, cô đủ bổn phận của cô ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương này rồi, các hiểu đó phải không? Nhưng mà cô có biết về ví dụ bốn loại thực là xúc thực như vậy kia, thì cô nghĩ nó có lợi ích cho quý vị khi quý vị học. Đây là cái suy nghĩ của cô thôi. Thì cái cô nói đó, ví dụ cô chỉ giải thích cho quý vị cái là không ngọt không ăn, chừng đó chỉ 5 phút hai chữ quá ngọt không ăn, cái chữ thực là cô đã xong rồi quý vị, không tới 5 phút nữa.
Nhưng cô suy nghĩ là ngoài cái đó ra, cô còn biết những cái khác nữa. Cái duyên của cô với quý vị không biết còn nữa không thì, nhưng mà cô nghĩ cô nói ra những cái đó cho quý vị nó xa quá xa với thứ thập nhị chưa, nó chỉ dính vô chữ thực thôi. Nhưng mà cô nghĩ thứ nhất giúp cho kiến thức quý vị hiểu được, thứ hai là từ cái đó quý vị rút ra cái tu tập cho bản thân của mình. Cho nên cô nói nó hơi dài hơi nhiều. Duyên của mình còn gặp nhau được hay không, mà cô tâm của cô thì muốn trút hết những cái gì mình biết cho quý vị, mà cái đó cô nghĩ lợi ích trong cái cuộc sống thực tế của quý vị và sự tu tập của quý vị, nên cô nói hơi dài hơi nhiều. À, thật sự đó là cái tâm ý của cô, cái tâm ý của cô. Thì thứ nhất nữa là cái như vì cô nói về cái xúc thực mà cô kể tại sao 49 ngày như vậy, vì chùa nào cũng cúng hết, và gia đình nào cũng có người mất hết. Rồi khi mình cúng với cái tình cảm không, mình chưa hiểu gì thì cái công đức nó chỉ tới đó thôi. Và khi mình đã hiểu rồi thì khi mình cúng kiến, ví dụ như các vị Phật tử tới gặp một buổi cúng cơm cho một Phật tử nào hay là cho một người nào đó không phải thân nhân của mình, khi mình hiểu rồi thì mình thấy quan trọng cái buổi cúng này, mình đứng đó mình hộ niệm thì cái tâm mình nó sẽ gia tăng hơn. Đó cũng là cách tu của quý vị, vì quý vị nghĩ tới cho người ta, tức là cái tâm vị tha của vị nhân dân lên, thì đó là cái tu. Và cái đó cái lợi ích cho cái người mà ngày hôm đó được cúng. Cô chỉ suy nghĩ như vậy cho nên cô nói nó hơi dài. Nếu quý vị muốn dừng lại thì dễ cho cô thôi, thì cô sẽ dừng lại đúng như là cô sẽ không nói nhiều nữa. Tức là chỉ trong cái, vì cô nghĩ học không phải mình, đây là cái suy nghĩ của cô thôi nghe, cô xin lỗi nè. Nếu khi mình học Phật Pháp không nhất thiết mình phải là cái bộ kinh đó. Tất cả các Pháp đều là Phật Pháp, tất cả các Pháp đều là Phật Pháp. Mình học để mục đích là chi? Mình thấy được cái hay và mình hiểu được cái sự thật đúng của trong giáo Pháp. Thì khi đó mà mình hiểu rõ một cái và mình biết cách áp dụng, thì nó không kể là dù là một chữ, nhưng mà mình học mình hiểu được, mình áp dụng được trong cái cuộc sống thực tế của mình, thì nó còn, cô nghĩ thôi, nó tốt hơn mình học cả một bộ, học cho qua, trong tâm mình không có một cái gì hết và mình không tìm được cái lối đi trong cái bộ kinh đó hay là trong cả một bộ kinh đó, thì nó uổng. Đó là cái suy nghĩ của cô. Cho nên cô mới trúc hết cho quý vị. Không, đó là cái suy nghĩ của cô đó. À, thì thứ nhất là quý vị nắm được cái kiến thức về Phật Pháp. Rồi cái kiến thức không cũng phải là mới cái văn tuệ thôi, nhưng mà quý vị phải hiểu và biết được áp dụng như thế nào, thì đó mới là lợi ích của sự học. Cho nên con nghĩ như vậy, nhưng con nói hơi dai hơi nhiều. Làm sao? Hả? Thì quý vị suy nghĩ như thế nào? Hả? À, cô cũng đồng ý về cái một vấn đề chị đưa ra, nhưng mà cô nói chung về cái chuyện học Phật của mình thì quan niệm của cô, thật sự là cô nói quan niệm của cô học, cô không có chú trọng về chất lượng, về số lượng, mà cô lại chú trọng về cái chất lượng, mình lượng được bao nhiêu, mình thâu nhận được bao nhiêu và mình hiểu được bao nhiêu và mình hành trì được bao nhiêu, là cái chất lượng. Cô thì cô quan điểm là như vậy. Dạ, xin mời bác. Kệ thôi đi, không, mình đừng có sợ mất thì giờ nha. Mình không sợ mất thì giờ, thật sự cô thì cô không sợ. Xin lỗi Nguyên Phước, Phước Nguyên. À thì mỗi câu chuyện con không có bán nên
Rồi cô hiểu ý Phước Nguyên. Để cô nói với Phước Nguyên sao rồi. Xin lỗi, mời cô, mời gì? Dì đứng lên đi. À dạ đúng. À, dạ. À, thì bây giờ vậy nè, thì dạ cô hiểu ý cô bác. Dạ cảm ơn. Dạ dạ không, cô không nói với cô, không phải cô hiểu là Phước Nguyên muốn là để cho đại chúng, nếu mà cứ người hỏi một câu thì nó hết thời gian ha. Nó hết thời gian của cả lớp học. Nhưng mà thật sự ra thì chị ấy chị hỏi thì cô sẽ biết cái câu nào cô trả lời không trả lời. Thì bây giờ vậy nè, để tôn trọng cho thời gian của lớp học ha, thì cô rất là sẵn sàng, chỉ sợ quý vị không có thời giờ trong lớp học, và khi ra ngoài lớp học quý vị muốn hỏi gì cô sẵn sàng cô lắng nghe quý vị ở ngoài lớp học, và cô sẽ tới khả năng của mình tới đâu cô sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị. Nếu cô không đủ khả năng để giải thích cho quý vị, cô sẽ về cô tung cái từ điển ra, cô lục trên mạng ra để cô đáp ứng quý vị. Thật sự ra đó nó bể học mênh mông, trí con người có hạn, cô cũng không phải là cái người nắm hết được đâu. Và cô cũng ví dụ như cô dạy cho quý vị một giờ thì cô cũng phải nghiên cứu cả bao nhiêu thì cô mới nói ra được. Thì nếu cái gì quý vị muốn hỏi thì để khỏi mất thời gian của lớp học, cô sẽ gặp quý vị ở ngoài giờ ngoài lớp học ha. Thì còn nếu mà cô trả lời được thì cô sẽ về đi tìm hiểu và cô trả lời cho quý vị sau. Vì cũng là vì cô cũng là cái hiểu biết của cô có hạn thôi. Còn bây giờ đã chị ấy đã hỏi mình cũng phải tôn trọng. Bây giờ cô mới đặt cái quy tắc, cái luật học ở trong lớp ra, mà người này đã hỏi rồi thì thôi cả lớp hoan hỉ ha, cho cô trả lời. Mình cũng tôn trọng cái người hỏi, vì đã lỡ đứng lên hỏi rồi mình nhờ cô gạ thì cô không lịch sự chút nào phải không ạ? Cho nên bây giờ cô mới nói ra là gặp cô ở ngoài thì quý vị cũng hoan hỉ cho cô trả lời cho chị Phật tên gì ạ? Nhà Pháp Nhân gì? À, Bảo Trân hả? À dạ, thưa mình hoan hỉ ha. Rồi từ đây, từ giờ này về sau, nếu ai muốn hỏi cô cái gì gặp cô ở ngoài, cô sẵn sàng nhé. À, cô nắm được cái câu hỏi của Bảo Trân là, có phải Bảo Trân muốn hỏi là khi mình làm công đức cái gì phải không, nhưng mà cái người đó đã đầu thai rồi, nói đại khái là như vậy đi ha. Đầu thai, ở trong thai hay ra khỏi thai thì miễn sao là đi đầu thai rồi thì thôi phải không. Khi nhưng mà người đó họ đi đầu thai rồi, họ không còn là ma hay là không còn ở trong 49 ngày nữa, thì công đức họ có hưởng không? Rồi quý vị nghĩ sao, họ hưởng không ạ? Có phải không? Như vậy nè, như quý vị thấy là nếu khi trong kinh Đức Phật có dạy cũng tăng chi, nhưng mà cô quên là cái kinh đó là tên cái đó là kinh gì, nhưng mà Đức Phật có nói là nếu khi mình cúng thức ăn cho các vị quỷ thần, chữ quỷ thần này là bao gồm hết là ma, là 49, là hương linh trong 49 ngày, tức là nói chung những người hay là ví dụ như là quỷ, như là có hay là thần là chánh thần đó, là thần hoàn thổ địa có hết chứ phải không, là quỷ là những vị mà các vị mà ở trên cây hay là gì gì đó, là những người có cái tâm thức không có thân hình thì liệt vô là quỷ thần. Thì khi mình cúng thức ăn cho quỷ thần, không phải là mình cúng kiến, thì Đức Phật mới nói là nếu khi mình cúng thức ăn cho cái người đã mất, nếu người đã mất đó cái cúng đó nó tương ứng xứ,
tương ứng xứ, các vị nhớ mấy chữ tương ứng xứ thì cái người đó sẽ nhận được. Còn nếu mình cúng mà không tương ứng xứ thì cái người thân của mình đã mất sẽ không nhận được. Tôi giải thích chữ tương ứng xứ là như thế nào. Tương ứng xứ có nghĩa là những người là ma, là còn ở trong 49 ngày chưa đầu thai, hay là những vị quỷ thần mà người ta hưởng bằng xúc thực thì gọi những cõi đó là tương ứng xứ. Còn mình cúng là cho những người, cho những cái linh hồn không tương ứng xứ, có nghĩa là những người đó như chị nói đã đi đầu thai rồi. Ví dụ như cái người đó đã trở lại làm người, người đó đã trở đã sanh lên cõi trời, và người đó đã ví dụ có tu tập hay là có niệm Phật vãng sanh cực lạc, thì những người đó gọi là, hoặc là cái người, cái hương linh đó đã đầu thai làm súc sanh, thì khi mình cúng những thức ăn đó nó không tương ứng xứ, có nghĩa là không ở một cái xứ sở hay một cảnh giới tương ứng để nhận cái thức ăn của mình, ăn cái thức ăn đó, thì khi mình cúng cái đó Đức Phật gọi là cũng không tương ứng xứ, thì cái người thân quá vãng của mình họ không nhận được. Đây tôi nói là thức ăn thôi, thức ăn tức là hưởng cái xúc thực bằng hương vị thôi, không nhận được. Mà tại sao mình vẫn cúng? Là tại vì với Đức Phật có tam minh lục thông thì Ngài mới biết được người đó đã sanh ra cõi nào, tái sẽ chết cõi này, sanh tới cõi nào. Chỉ có những người chứng quả mới biết được, còn mình phàm phu mình không biết được người thân của mình đã khuất sanh tới cõi nào. Cho nên cứ chắc chắn như vậy, chắc cho rồi là phải không, mình chắc cho rồi đi là thứ nhất là vì mình thương, mình nhớ cái ơn nhờ cha mẹ đã sanh ra mình, và mình muốn cho chắc chắn không biết còn ở đó hay là đi rồi thôi, mình cứ cúng để trả hiếu, cúng vì cái ơn, và cúng để lỡ chưa đi thì có tới đó để hưởng. Mình phạm phu cho nên mình cứ làm, khi nào mình cũng chết, tôi chết đi rồi, ví dụ cha, thì khi đó mình mới không cúng nữa, phải không? Cho nên mình chắc chắn mình không cúng. Còn mình làm công đức thì cái gì mà tất cả các cõi hưởng được? Đây là hồi nãy tôi nói là về thức ăn, là về hương, về hương đó, về xúc thực đó, thì tương ứng xứng đúng. Còn cái gì? Còn khi mình làm cái công đức, mình hồi hướng, mình cầu nguyện, thì hay là không phải công đức gì nhiều, ví dụ cái tâm mình thiện, mình làm, mình có tu tập, rồi mình là một người hiền lành, sống đúng với là năm giới giữ được, hay là mình đi tụng kinh niệm Phật, mình làm nhiều công đức bố thí, những cái công đức đó mình hồi hướng cho những người thân của mình đã mất, thì ai nhận được? Tất cả các cõi đều nhận được. Tại vì sao? Thức ăn thì nó ngăn ngại, phải có căn, phải có thức ăn là vật chất thì nó mới có ngăn ngại. Còn khi cái công đức nó là vô hình vô tướng mà nó truyền bằng cái tâm thức, thì tất cả các cõi từ Phật cũng là có chân tâm bản tánh, còn các vị trời họ cũng có cái tâm, quỷ cũng có tâm, súc sanh nó cũng có tâm, nó cũng có tâm, mà cái mê nó khác mình, súc sanh khác mình là vì cái mê nó sâu nặng hơn. Thì tất cả các cõi, 10 cõi đều là tâm thức hết, mà mình chuyển cái công đức đó bằng tâm thức thì người thân mình cảnh giới nào cũng hưởng được hết, nếu là cái công đức để mình hồi hướng. Còn khi mình cúng bằng thức ăn thì có tương ưng xứ nó hưởng, còn không tương ưng xứ thì không hưởng, là bằng khi mình cúng kiến bằng thức ăn. Quý vị đồng ý không ạ? Tại vì sao? Tại vì cái công đức thì nó vô hình vô tướng, mà ví dụ như các vị thấy rõ ràng cái vô hình vô tướng nó ở cùng một tần số với nhau thì nó nhận tần số thiện tâm. Ví dụ như khi các vị mà giống như kiểu như là bà mẹ mà nhớ thương con đi, phải không? Một bà mẹ mà nhớ thương con thì giờ muốn gửi cho con một cái bộ đồ áo quần tiền bạc, và nếu mà nó trật địa chỉ gửi đi mà nó trật địa chỉ thì đứa con nó không có nhận được, phải không? Nhưng mà bằng thần giao cách cảm, khi đứa con nó gặp chuyện gì,
tuy không biết cái gì hết, nhưng mà người mẹ thương con và đứa con cũng thường hay cũng có tình cảm sâu sắc với mẹ mình, thì đứa con nó có chuyện gì tự nhiên bằng thần giao cách cảm, người mẹ có cảm giác buồn hay có cảm giác giận, người ấy có cảm giác sẽ có một cái chuyện gì xảy ra với con mình. Cái đó thực tế có phải không? Có trực nhận được bằng cảm giác, thì vì cái cảm giác đó và cái tình cảm đó là nó vô hình, cho nên mà cả hai bên đều nhớ nhau, đều thương quý nhau, thì khi mà cái người mà mình hay nhớ hay nghĩ hay thương nhiều mà có cái chuyện tự nhiên bằng thần giao cách cảm, thì giữa mẹ và con có, tuy không có gửi, tuy không có báo tin gì hết, mà cái trực giác báo cho người mẹ hoặc là trực giác báo người con biết. Còn vì còn người mẹ mà gửi cho con bằng vật chất mà nó lộn địa chỉ là không, bằng vật chất thì lộn địa chỉ là chắc chắn không nhận được rồi, phải không ạ? Thì tôi đưa ra cái ví dụ như vậy đó, các vị có chấp nhận không? Rồi một phần vậy thì bây giờ mình đi qua ha, mình đi qua bắt đầu mình vô cái bài học tiếp theo nè. Thì tại vì tôi nghĩ cái xúc thực, tôi tại vì bốn cái vừa rồi, cái xúc thực tôi mới giới thiệu cho quý vị bằng cái xúc thực của cách ăn thực tế đúng như lời Đức Phật dạy, mà Đức Phật thấy của các vị quỷ thần là như vậy. Nhưng mà bây giờ tại sao tôi đưa ra cho các đưa ra cái xúc thực ở đây nữa, thì vì chúng ta cũng có cái xúc thực. Cái xúc thực có nghĩa là như cái xúc thực của quỷ thần là họ bằng xúc bằng mắt, xúc với là xúc bằng, không có có dùng bằng vật chất, nhưng mà cái ví dụ như cái mũi đó ngửi cái vị hương là họ đã no, là mắt họ nhìn thấy, họ vẫn có đủ sáu căn như mình, sáu căn họ vi tế, họ nhìn thấy là họ không ăn bằng miệng, nhưng mà họ cái cả là xúc bằng, họ no bằng cái xúc thực thôi, bằng cái thấy vậy thôi. Còn ở mình thì tiếp vừa rồi tôi thưa quý vị đó là xúc thực của quỷ thần, cách ăn của quỷ thần. Còn cái xúc thực của người sống hiện tại mình có hay không, cũng là cái xúc thực của mình đây nè, là cái phương pháp cho mình tu tập, là cái bài học cho mình tu tập. Thì chúng ta cũng có xúc thực chứ không phải không có. Sáu căn của mình tiếp xúc với sáu trần, tức là mắt tai mũi lưỡi thân của mình có tiếp xúc với sáu trần, có chạm biến của sáu trần, thì mình cũng có xúc thực chứ không phải là không. Ví dụ như là khi quý vị đang coi cái bộ phim mà rất là hay, các vị coi từ sáng đến chiều vì nó hay, nó mê quá mà có thể là các vị quên cả đói luôn, có cái chuyện đó không ạ? Thì đó là cái xúc thực của quý vị đó, chứ không phải là nói là quỷ thần không, mà chính là mình là như vậy, có chứ không phải không, phải không? Mình có cái xúc thực coi cái bộ phim là tức là cả sáu căn của mình coi như là chăm chú vô cái bộ phim đó luôn, mắt thì nhìn, tai lắng nghe rõ cái lời đối thoại của nhân vật, rồi tâm thức chăm chú và suy nghĩ tới bộ phim đó. Khi mình coi mà nó cuốn hút mình quá, mình hay quá, mình coi hoài từ sáng đến chiều mình cũng không có thấy nó buồn. Có công nhận mình có xúc thực phải không ạ? Thì cái xúc thực đó có ở nơi mình chứ không phải là không có ở nơi mình. Cho nên mình thì tôi đó là chỉ coi cái bộ phim thôi đó. Nhưng mà ví dụ như khi trong thực tế, trong cuộc sống, khi các vị tiếp xúc với một cái mắt nhìn tới một cái túi xách hay là một bộ đồ, một cái gì đó mà các vị thích quá, nhiều khi cái thích khi mắt tai hay là các vị nghe một cái tiếng gì đó nó hay quá đi, thì cũng làm cho các vị quá thích thú đó mà các vị cũng quên đó bụng, tức là các vị đã bị trần cảnh nó kéo rồi, nó kéo đi rồi, hiểu ý tôi nói không? Thì các vị coi như là không làm chủ được sáu căn của mình rồi, vì bị nó kéo mà đến nỗi không cần ăn cũng no luôn, tức là cái ham thích mắt tiếp xúc, ham thích nổi lên nhiều quá, cho nên bị nó kéo, bị trần nó kéo rồi, cho nên đến thậm chí cái bụng cũng không thấy đói. Thì cuộc sống của thực tế của mình hiện tại cũng có cái xúc thực, chứ không phải là chỉ có những vị quỷ thần họ mới có xúc thực. Thật sự ra họ nuôi sống bản thân họ bằng cái xúc thực thật, nhưng trong cảnh giới của con người mình ăn để no bụng á, để nuôi cái bản thân vật chất này á, thì thật sự nó vẫn toàn thực bằng thức ăn thật,
Nhưng mà mình cũng nuôi tâm thức của mình bằng cái xúc thực qua mắt tai mũi lưỡi thân. Mà cái đó nó rất là nguy hiểm. Nếu mình không biết kiểm soát thì mà mình cái xúc của mình nó quá mạnh thì nó sẽ dẫn tới là những cái nghiệp bất thiện. Cho nên mình cũng có xúc thực. Bởi vậy nên tôi mới đưa vô để tôi cho các vị thấy là các vị cũng có xúc thực để chi, để mình tập kiểm soát là sáu căn của mình, sáu đừng có mê đắm nó có, phải không? Rồi cái thứ hai là bằng niệm tưởng, là ăn bằng cái thứ ba chứ, ăn là xúc thực này, rồi tư thực này. Tư thực phải không? Thứ ba là bằng ăn bằng tư thực. Okay. Các vị thấy chưa? Tức là tư là tư thực, là tư niệm thực, nó đủ là tư niệm. Tư là tư duy, niệm là nhớ nghĩ ha. Thì cái này là những cái thức ăn của các vị mà tu về tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì họ khi mà họ tư niệm, ví dụ họ quán tưởng hay là nhập định trong một cái định của họ, thì họ là thấy lấy cái tâm tư niệm của họ, mà có người họ nhập định 7 ngày họ cũng không ăn, là vì họ an trụ và họ thấy họ lấy cái sự an lạc trong thiền định đó làm thức ăn của họ. Hay là các vị mà ở trên quả trời, cái này là thuộc về trời sắc giới tứ thiền, các vị tu tứ thiền mà đắc định một trong bốn cảnh giới của tứ thiền thì họ sẽ sanh về cõi tứ thiền. Một trong bốn cảnh giới thiền nó thuộc về sắc giới thì ở đó không ăn bằng đoạn thực hay là xúc thực, mà họ sống bằng cái cảnh giới thiền của họ, họ duy trì cái mạng sống họ bằng cái trong cái tâm thanh tịnh và cái niệm thanh tịnh bất lạc với khổ khi họ trụ trong thiền định, và họ trụ đó như vậy, và họ trụ đó như vậy thôi. Thì cái này là tư niệm thực của các vị mà ở trong thiền định của cõi sắc giới. Còn ở chúng ta có tư niệm thực không? Thì có, chúng ta có tư niệm thực. Thì tại vì có nên tôi muốn giới thiệu để chúng vị biết mà tu tập. Thì chữ tư là suy lường, suy nghĩ, tính toán, còn niệm là nhớ nghĩ. Thì các vị cũng đang sống, mà cái này là nó cái bản chất của ý thức, cái suy tư, suy nghĩ, so lường, nhớ nghĩ là nó là cái dụng của cái ý thức, là thức thứ sáu. Đấy là mình có cái tâm thức, mình có ý thức, tức là mình có cái tư niệm thực này. Như các vị thấy, tư niệm thực là suy tư, suy nghĩ ha, rồi ghi nhớ. Cho nên á, các vị thấy ở chúng ta cũng có, như các vị cái người ví dụ như mình cũng có cái, mình cũng có ăn cái tư niệm thực này, mà điển hình nhất là các người mà mắc bệnh tư tư, cứ nằm suy tưởng. Hôm nay là tôi đưa ra một cái ví dụ cho các vị thấy rất là rõ, rất rõ về cái tư niệm thực của nơi con người mình. Ví dụ như là các vị, cái người mắc bệnh tư tư đó, họ đâu có thiết ăn uống, họ cứ nằm họ suy tư, nhớ tưởng tới cái đối tượng mà họ chiều mến. Nhất là các vị đọc cái câu chuyện Trân Chi Mị Nương, phải không ạ? Cái cô Mị Nương ở trong lầu cát, nó nằm ở gần cái sông, và ông anh Trương Chi này thì cứ thổi sáo ở trên, tự nhiên cổ tự có nghe tiếng sáo quá hay, không gặp được, không chưa thấy mặt được Trương Chi là như thế nào. Nhưng mà đến khi mà rồi tự nhiên cổ là suy tưởng ra là cái người này thân thể mặt mày như thế này, khôn ngô túng tú như thế này, rồi tự cổ suy tưởng ra cái hình bóng của người đó, rồi tự nhiên cô tương tư với chính cái hình bóng của cô suy nghĩ ra. Các vị đã học thì mới biết cái câu chuyện Trương Chi Mị Nương chứ phải không? Sao tự cổ bệnh như cô, thì đó là cái tư thực đó của cổ, tư niệm thực của cô Mị Nương đó, phải không? Thì đó, ở cõi người mình cũng có, con người mình cũng có tư niệm thực. Tư niệm thực chứ không phải là không có. Chứ, rồi tư niệm thực của mình cứ suy tưởng, hoặc là các vị không phải cái bệnh tương tư nữa, mà quý vị thấy như các vị mà
trong nhà hàng như các vị mà làm trong kinh doanh nói chung á, khi bán đắt hay làm việc nó nhiều quá đi, làm việc nó nhiều quá thì tiền cứ vô, thì ngồi cứ đếm tiền, kiểm soát tiền hoài đi, thì cái lòng tham nó thỏa mãn cái lòng tham mà nó thấy nó vui, vì khi mình bán đắt bán lời tiền nhiều quá, cả ngày họ không ăn, họ không ăn cơm ăn gì hết, họ cũng thấy lo, là tại vì sao? Nó thỏa mãn cái vui, cái khi cái tiền nó vô, và bán đắt quá và họ thâu nhập được rất là cao, cho nên họ lấy cái đó tự nhiên họ no, là cái đó là cái tư niệm thực, phải không? Trong mình cũng có, con người mình cũng có, chứ không phải không có. Có cái tư niệm thực thì cái tư niệm thực đó thì nó là cái dễ đưa cho mình tới sự đau khổ nếu mình không biết kiểm soát được cái tư niệm của mình. Cho nên hàng ngày mình cũng vẫn sống ở trong cái tư niệm đó, nên mới đưa ra để cho quý vị thấy là mình phải biết kiểm soát cái tư niệm. Cái xúc là có sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mình phải biết kiểm soát. Rồi cái ý thức là cái tư niệm là của ý thức, của các vị mà tu thiền đó, thì họ đã cao rồi, họ không cần như mình để ăn để sống, mà họ lấy cái ăn là. Còn mình á, cái tư niệm thực của mình thì nó lẫn lộn các thiện cả ác, phải không? Cái tư niệm thực của mình, khi suy nghĩ thiện á mà ham tu quá thì mình cũng thấy vui, thấy an lạc, thì nó thiện á, thì nó đưa mình đi tới cái cảnh giới cao hơn. Còn cái tư niệm thực của mình hàng ngày, nếu mình suy tưởng về cái chuyện mà để nó tăng lòng cái tham sân si của mình, mà nó được đáp ứng nhu cầu á, mà rồi mình quên luôn, mình không ăn mà mình vẫn no, vì nó đáp ứng nhu cầu của cái tham sân si của mình, thì cái tư niệm thực nó đưa con người mình đi xuống. Cho nên mình phải biết kiểm soát cái tư niệm của mình. Và các vị thấy nó cũng có ở nơi mình chứ không có, chứ không phải là chỉ là duy nhất mình. Cách chính của mình là mà nuôi sống cái cơ thể này là bằng đoàn thực, nhưng mà nó cũng có tồn tại hai cái thực là tư niệm thực và xúc thực. Và còn cái thứ tư là thức thực, là nếu mà nó chính xác, không có áp dụng cái sự tu học này ở ngay tại con người mình, mà nói đây là cái cách thức ăn, ăn ở đâu, ăn của quả trời tứ không. Tứ không tức là tứ không, gọi là tứ không xứ định đó, là thức xứ định, là vô sở hữu xứ định, là phi tưởng xứ định đó. Là các vị có biết bốn cõi đó không? Là nó thuộc về vô sắc giới. Thì khi ở những người mà nhập định mấy cái định này ở trong cảnh giới của vô sắc giới, thì họ duy trì cái thức của họ, và họ lấy cái thức của họ, họ sống cái cơ thể của họ và cái thức ăn của họ, tất cả đều là duy trì trên. Họ thấy toàn một cả không gian họ là cái thức vô. Nếu mà thức xứ định thì họ thấy cái thức của họ là bao trùm hết tất cả, và cái thân họ cũng là cái thức đó, mà cái tất cả cái ngũ uẩn của họ là cái thức đó, cho nên họ dịch là cái thức đó, là cái thức bao trùm hết. Họ chỉ thấy là một cái bầu trời thức mà thôi, ở trong cái định họ chỉ thấy như vậy thôi. Cho nên cái thức thực này là nó thuộc về bốn cái tầng trời tứ không của cái cõi sắc giới của các vị là tu thiền. Cái này á, thì ngoại đạo cũng có, mà đệ tử của Đức Phật cũng có chứng những cái định này. Tứ thiền và tứ không này á, là chung cho tất cả các cái định, cái thiền định của ngoại đạo cũng như là của đệ tử của Đức Phật đều có thể tới cái bốn cái định này hết. Thì họ lấy cái thức của họ là làm thức ăn và duy trì cái mạng thức của họ qua như một cái số lượng tuổi thọ rất là lớn. Còn cái thức thực của mình có không? Mình cũng có. Vì thức là tâm thức, cái gì thức thì nó rõ là tâm thức, thì mỗi người giống như hồi nãy là cái tư niệm thực nó thuộc về cái ý thức, còn ba cái thức thực này là nó là cái tâm thức của mình. Thì mình đã có tâm thức thì đương nhiên mình cũng có cái thức thực, cũng có là thức thực. Như các vị thấy là tư niệm thực thì về của ý thức ha, rồi xúc thực là về ngũ thức. Còn cái thức thực này thì như các vị đã học là các vị đã biết rồi,
mình có cái a là gia thức thì là căn thân của mình, thế giới của mình đang ở cũng từ cái a là gia thức của mình mà biểu hiện ra. Thì nếu các vị không kiểm soát được cái xuất thực của quý vị, các vị không kiểm soát được cái tư liệu thực của quý vị, thì các vị sẽ hành động ba nghiệp của quý vị thì sẽ tạo ra những cái nghiệp bất thiện. Thì cái thức a là gia của vị đã ghi lại hết, và tất cả những cái đó nó làm chủng tử ở trong a là gia thức của quý vị, và nó chuyển cái tâm thức của quý vị ngay hiện tại. Nếu quý vị đã sẵn người tốt, tâm thức của quý vị tốt, cái cuộc sống của quý vị tốt, thì nhưng mà nếu quý vị không có giữ gìn được cái xúc thực, không có giữ gìn được cái tư liệu thực ở ý thức, cái xúc thực ở tiền ngũ thức, thì mà quý vị lại là xu hướng những cái đó theo những cái xấu đi, thì cái a lại giác thức trong hiện tại của vị nó chuyển đổi cái tâm tốt của vị, nó chuyển thành cái tâm xấu. Và quý vị đã coi như là cái thức thực của vị, đã dùng cái thức thực của vị nó xấu đi rồi mà chuyển. Và cái đó nó cũng ghi lại trong chủng tử a là gia thức của vị, để nó làm cái nhân, để cái kiếp tương lai của vị nó trở thành cái gì thuộc thức, cái đời sau trở thành là cái quả của đời sau của vị, tùy theo cái chủng tử hiện tại của vị là của vị làm như thế nào, và ba điều của vị ghi lại trong ai là gia thức của quý vị như thế nào, thì cái thức thực của vị nó vẫn còn ở đây, nó vẫn có hiện hành ngay ở đây, chứ không phải là chỉ có các vị ở trên quả trời mà thôi, mà mình vẫn còn hàng ngày cái thức thực của mình vẫn dung nạp thức ăn, mà thức ăn ở đây là những cái ba nghiệp thân khẩu ý, những cái tư tưởng về của tiền ngũ thức và cái ý thức của quý vị chuyển đổi từ xấu lên tốt, hay là từ tốt lên xấu, hay là thuần thiện hay là thuần bất thiện. Thì cái a là gia thức của quý vị hàng ngày cũng dung nạp những cái đó. Được. Hiện tại nó cũng chuyển biến tâm thức của quý vị, và tương lai nó làm cho cái nhân, cho cái vị thuộc thức của cái thân sau của quý vị nữa cũng có, phải không? Cho nên các vị phải kiểm soát được cái xúc thực của năm thức trước mắt ta buổi lúc ấy, phải kiểm soát được cái tư liệu thực, tức là cái ý thức của quý vị, kiểm soát được để gì? Buông xả và hướng nó tới cái suy nghĩ thiện, hướng nó tới cái suy nghĩ tốt, và bỏ đi bớt cái chấp thủ. Nếu mà làm cho nó tăng trưởng phiền não tham sân si nhiều, thì cái chấp thủ của mặt na nó càng, cái tô nó càng nặng, thì cái a là gia thức của quý vị, a là gia thức là chia ra hai phần nhé, bạch hắc và bạch, phải không? Thì a là gia thức của quý vị lại là cái màu đen nó nhiều hơn màu trắng. Cho nên chúng tôi đưa ra đây cả bốn cái thức ăn mà không phải các cái quả trời trên nó mới có, mà mình là đầy đủ hết cả bốn cái thức ăn. Mà cái thức ăn trên cùng là đoàn thực, thì nó chỉ nuôi mình trong cái thân xác vật chất này mà thôi, và trong kiếp này mà thôi. Còn cả cái ba cái sau là nuôi mình, nó là cái thức ăn nuôi cái tâm thức của mình trong kiếp này và cái kiếp tương lai sau nữa. Cho nên tôi đưa ra nó hơi đi dài một chút, mà tôi sợ không, năm nay không biết năm sau có gặp quý vị không, không sẽ gặp, thì tôi đã hứa là bộ lắng nghe với cái này cho nó xong, nhưng mà hết xong rồi thì cái duyên mà phải không biết như thế nào, cho nên tôi mới biết gì tôi thưa, tôi cũng trình tức là chia sẻ hết chứ quý vị. Thứ nhất là sợ cái gì không gặp, hai nữa tôi thấy hay thì tôi muốn chia sẻ cái tôi thấy hay cho quý vị, để cho quý vị nhận là tôi tập sửa đổi rồi. Cho mình qua ha, mình qua có bốn cái thức thực đó rồi, à bốn cái thực rồi phải không ạ? Tôi xin lỗi thêm một cái nữa, tôi phải nói xin lỗi ha. Thì hôm trước cái này tôi cũng thấy là bản thân tôi thấy cần,
Và tôi thấy cũng cần cho quý vị nữa, mà cần cho một vị cái bữa hôm đây tôi nói về cũng ngoài lề một chút. Tức, hôm tôi nói về cái chết đó, mình phải chuẩn bị cái chết, thì có một vị nói là sợ chết, nghĩ tới là sợ lắm. Hình như cái cô ngồi sau, cô ngồi đó phải không? Cô ngồi sau. À, xin lỗi nha, tôi thấy cái rất là quan trọng mình tu tập trong hiện đời này, mà cái quan trọng mình vừa cái phút lâm chung của mình. Thật sự ra cái tu của mình là để chuẩn bị, để cho an lạc ngay hiện tại và chuẩn bị cho cái lúc mình ra đi đó. Cho nên các vị tổ hay nói là sanh tử sự đại là như vậy đó. Phải không? Sanh tử sự đại tức là cái người tu mà cứ nghĩ các vị nếu đã biết Phật pháp rồi thì cái câu đó cũng không phải là sai, không phải là chỉ sai đối với Phật tử mà chỉ đúng với người xuất gia. Tất cả đều là đúng hết, vì mình tu là để mình chuẩn bị cho con đường của mình, con đường tới cái giai đoạn đó. Thì tôi cũng hay chuẩn bị, cho nên tôi nghe cái gì đó nói như vậy thì tôi cũng chia sẻ luôn cái kinh nghiệm để mình đừng sợ và mình an tâm khi mình ra đi. Thì khi đương nhiên cái tâm lý bình thường của con người biết cái đoạn đó, cái đoạn đường đó chắc chắn mình sẽ tới một ngày nào đó, mình sẽ tới, có thể là tới khi mình 80 tuổi, nhưng có thể là 60, có thể là 40, có thể vì nó bất thình lình lắm, cho nên có thể tới lúc nào mình cũng hay biết. Nhưng mà người tu có tu rồi thì mình phải chuẩn bị cái thời gian đó. Cho nên các vị thấy là cái suy nghĩ của tôi thôi, các vị Phật và các vị mà đã tu chứng rồi thì họ là chủ được cái sanh tử, cho nên họ muốn sống là họ sống, họ muốn gặp diệt là họ nhập diệt, mà họ muốn tái sanh thì họ tái sanh. Coi như làm chủ sanh tử có nghĩa là muốn đi muốn sanh cõi nào cũng được, muốn tới cõi nào được. Còn mình là phàm phu, mình không làm chủ được cái sanh tử của mình, nhưng mà mình có quyền lựa chọn con đường sanh tử của mình. Mình có, cho nên mình đừng sợ cái câu gì đó, đừng sợ. Tôi không tập, tôi không sợ. Thật sự ra nó tới cái lúc mà giờ phút lâm chung ai cũng sợ hết. Sợ là tại sao? Tại vì mình không biết khi mình nhắm mắt lìa đời, không biết cái cảnh giới sau đó nó như thế nào, mình không tưởng tượng ra được và mình sẽ đi về đâu và cảnh giới nó như thế nào. Thậm chí là cái người mà ví dụ như là cái người ví dụ ở Việt Nam mình qua định cư Mỹ, Mỹ là có người đã đi qua đi về nhiều lần rồi đó, phải không? Mình biết có cái nước Mỹ nó sung sướng, nó cái mức sống nó cao hơn ở Việt Nam, nó có cái an sinh xã hội nó tốt hơn, ai cũng biết như vậy. Nhưng một gia đình được định cư ở Mỹ, bắt đầu định cư ở Mỹ, trong lòng họ không thể nào không có bao nhiêu cái sự lo lắng. Chắc chắn họ sẽ có, vì cái môi trường họ đổi mới, mặc dù cái môi trường tới họ biết rất là hạnh phúc, rất là sung sướng về vật chất, về mọi mặt. Nhưng mà khi họ thay đổi môi trường, coi như là không phải đi du lịch mà đi thay đổi cả cuộc đời họ luôn, thì không nhiều thì ít họ sẽ lo lắng mình có hòa nhập đó không, mình sống như thế nào, vì cái môi trường đó nó khác hẳn, tiếng mình không biết hay là tiếng khác mình. Chắc chắn quý vị cũng có sự lo lắng, phải không ạ? Chứ không phải là không có, mà cái nước Mỹ là các vị đã biết rồi và biết nó chắc chắn là sung sướng rồi, các vị vẫn có sự lo lắng. Huống gì khi mình nhắm mắt xuôi tay, mình đi tới một cảnh giới hoàn toàn không biết gì hết, phải không? Thì lo lắng, run sợ là điều bình thường. Và không biết mình sẽ đi về đâu sau khi mình chết đi. Thì cái chuyện lo lắng đó là cái chuyện rất là bình thường thôi. Tôi có một người rất thân và rất thân, đến khi biết mình bệnh nặng, bác sĩ nói là nhiễm trùng máu rồi đó, thì biết rất là tỉnh táo, biết mình không còn bao lâu nữa. Thì khi nào ở trên áo phải có cái hình Phật, phải có cái hai ba cái hình Phật ghim trong áo, ví dụ như là người thân mà thay đổi áo quần rồi đó là phải sờ lên thử nó có, nó người con đó, có cài lên mấy ông Phật lên ở cái này, tay áo ở cái áo của mình không, là biểu hiện cái gì, biết mình sẽ đi và biết
khi đó là con cái cũng không giúp được gì cho mình, tiền bạc không giúp được gì, ngay chính cái thân của mình cũng không giúp được gì cho mình hết, thì lúc đó chỉ có bám víu vào niềm tin với Tam Bảo, với Đức Phật thôi, thì khi đó mới đỡ sợ, mới đỡ lo. Cho nên khi nào thay đồ xong là cái hình Phật mà ép lát tít đó, nhỏ này, 2-3 cái để trong cái kim băng á, cái kim tây á, xong mình phải gắn lên cái áo, và khi cái tay sờ lên đụng tới là mấy hình Phật rồi thì mới yên tâm. Thì lúc đó bao nhiêu sự tin tưởng, bao nhiêu sự lo sợ, bao nhiêu cái gì đều đưa về Đức Phật hết, về cái niềm tin đối với Phật Pháp ấy. Thì khi có nắm cái đó rồi thì khi đó mình đỡ sợ. Cho nên ai cũng sợ hết là chuyện đương nhiên, thì cái vị đó sợ là chuyện đương nhiên, và chúng tôi đã từng cũng là từng rất là sợ. Nhưng mà khi tôi nói là mình chọn được cái sanh được của mình, thì khi đó tôi mới nghĩ, tôi chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân cho quý vị, cho cái người đó thôi, để cho quý vị đừng có sợ. Vì khi mình sợ cái giờ phút đó thì mình hoảng loạn, với lại mình run sợ thì mình khó mà đi, với lại không nhớ tới Phật nữa và không định tâm. Thì tôi cũng suy nghĩ nhiều về cái việc đó, và là một người tu sĩ mà chứng kiến rất nhiều cảnh, mà vì tu sĩ thì phải đi đám tang, mà tới đó thì cũng có những người đã chết rồi, có những người họ muốn mình tới hội niệm khi họ chưa chết, nên tôi chứng kiến nhiều lắm. Cho nên tôi cũng phải học kinh sách và cũng tu tập trong những thời gian cái lúc đó, đó thì tôi mới nghĩ là các vị tổ đó làm chủ được sanh tử, còn mình tuy mình không có tu chứng, mình không làm chủ được sanh tử, nhưng mình chọn được cái sanh tử của mình. Thì theo kinh sách của Đức Phật dạy thì tất cả đều là nhân quả luân hồi, thì mình chắc chắn mình sẽ chết. Thì mà mình nghĩ, nếu mà mình nghĩ cả một đời này mình chẳng làm gì ác hết, phải không? Mình đâu có làm gì ác. Thì và nếu trong những cái nghiệp quá khứ, những cái đời trước của mình á, nếu mình làm quá ác thì mình không ngồi ở con người này rồi, ở cảnh giới của con người này rồi. Quý vị nắm ý tôi nói không ạ? Thì mình cũng tương đối nửa thiện nửa ác. Mà bây giờ mình biết Phật Pháp thì cái thiện của cái người mà nửa thiện nửa ác á, thì là sanh với cõi cõi người của mình. Thì trong cõi người mình cũng có chia ra ba cấp bậc: thiện nhiều, rồi trung, rồi là người mà khổ mà ngày ngày đó nó là hạ, cũng chia ra nhiều cấp bậc như vậy. Nhưng mà mình nghĩ mình đã gặp được Phật Pháp là mình cũng thuộc hàng là có thiện duyên rồi, nhiều rồi. Mà mình suy nghĩ là cả một đời của mình, từ khi mình mở mắt cho đời và khi mình lớn lên, mà cái ý thức mình biết được đó, thì mình suy xét lại không làm cái gì quá ác hết, phải không? Mình không làm gì quá ác hết thì đương nhiên mình biết nhân quả, thì đương nhiên mình sẽ khi sau khi mình chết mình sẽ không rớt vào những cảnh giới tối tăm mù mịt đâu, mà cũng chí ít lắm đó, thì mình cũng được trở lên làm người. Đây là cái suy nghĩ của tôi á, là trở lên đây suy nghĩ mình xét vào cái nhân quả và mình xét vào cái nhân, cái nghiệp quá khứ. Cái nghiệp quá khứ mình ngồi đây đi tu hay các vị gặp Phật Pháp thì đâu có phải là quá bất thiện, phải không? Thì cũng là trên mức thiện trung bình. Như thì đến khi mình chết mình đừng sợ. Và tại vì sao? Vì mình rồi mình xét trong cái nghiệp hiện tại của mình đã làm những cái gì, thì mình nghĩ mình xét lại mình không làm cái gì nó quá sức là bất thiện, phải không? Và nếu ví dụ trong quý vị đã có một người nào, đây là tôi ví dụ thôi, là có đã làm những cái gì mà nó không có thiện nhiều lắm á, thì nếu có thời gian Đức Phật đã đưa ra cái phương pháp sám hối thì mình sám hối và mình ăn năn thì tìm tội lỗi của mình. Tại sao lại nó bị coi như là tội lỗi của mình thì nó được giảm nhẹ, mà tại sao được giảm nhẹ thì cái đây tôi không nói, mà tôi nói cái tôi chia sẻ với vị để quý vị đừng sợ khi chết thôi. Thì cho tôi có thêm 5 phút nữa thì đó, để thì quý vị thấy khi đó mình không sợ nữa, thì cái chí ít sau khi mình nhắm mắt đời đời, nếu mà có thấp lắm mình xét cái nghiệp, cái duyên nghiệp của mình đã tạo thì nó cũng về tới cái quả người thôi. Nhưng mà
Đức Phật đã dạy rồi, tất cả lúc đó, mình đều có chánh nhân Phật tánh hết. Cái gì nó mất đi, cái đó không mất đi, thì tôi là vững tin mình đã có cái đó. Thì nếu mình trở lại là người, mình vẫn còn cái tánh nhân Phật tánh thì đâu có sợ gì nữa, thì không có phải sợ chết nữa. Các vị hiểu ý tôi nói không? Và có nhận được cái tôi muốn đưa cho các vị không? Thì cái giảm nhẹ cái khi sợ chết của tôi nó giảm nhẹ rất là nhiều, và tôi có thanh thản hơn một chút. Ví dụ như tôi đi xuyên ba, tôi nói ba hay tôi đi gì, thì ví dụ có nghĩ tới, ví dụ tôi bản thân tôi nghĩ tới nếu cái gì tai nạn thì tôi cũng nói thì cái đó mình chấp nhận. Hoặc là khi mình bệnh thì khi ví dụ như phát hiện bây giờ đó, ví dụ phát hiện ra mình có một cái bệnh gì nặng đi, thì chỉ là mình thay đổi cái thân này thôi. Ví dụ tôi chết vì bệnh nặng hiện tại đi, đi bác sĩ họ phát hiện ra tôi có bệnh nặng thì tôi cũng suy nghĩ là giờ cái thân này nó không còn tốt nữa, như chiếc xe không còn tốt nữa. Cái tâm mình thì lúc nào là cái tâm thức thì nó không dịch, chỉ có thay đổi cái thân thôi. Thì nếu tôi bệnh nặng tôi chết bây giờ hay là một năm nay hay một năm sau nữa, khi phát hiện ra thì chỉ có cái là mình thay đổi cái thân nó tốt đẹp hơn, nó khỏe mạnh hơn thôi. Có gì mình phải sợ. Thì còn khi tôi đi trên máy bay mà tôi suy nghĩ tới lỡ nó có chuyện gì, hay là tôi đi trên xe lỡ có chuyện gì, thì thôi mình cũng trở lại làm người. Hoặc là cái tâm của mình không làm gì ác hết, mà cái tâm của mình thì nó không có diệt, thì mình sợ cái gì, chỉ là thay đổi cái hoàn cảnh thôi. Thôi tôi chia sẻ với quý vị, cho nên không sợ chết, đừng sợ chết. Thật sự ra vậy, mà mình không sợ thì khi đến giờ phút đó mình không bị tán loạn, mà mình nắm con niệm Phật, mình nhớ Phật rất là kỹ, thì khi đó mình sẽ nhẹ nhàng, sẽ nhẹ nhàng. Các vị đồng ý không ạ? Thôi tôi chia sẻ với quý vị một chút vô Phật. Dạ, thay như vô Phật. Xin mời quý vị hồi hướng ha. Nguyện đem công đức lời